Với giọng đọc ấm áp, chuyên cảm, biên tập viên Nhật Lệ một thời đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bao thế hệ khán giả của đài truyền hình Việt Nam. Nhưng ít ai biết, để trở thành gương mặt phát thanh viên quốc dân, chị đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả với nghề. Đến năm mà mình chuẩn bị ra trường ấy, thì có cô vợ của thầy giáo chủ nhiệm, cô Quỳnh Châu, cô là đạo diễn bên ban văn nghệ của đài mình. Cô có giới thiệu là bên đài cô đang thi tuyển phát thanh viên. Thì mình hỏi là sẽ đài mình sẽ tuyển bao nhiêu người, thì nói là chắc là tuyển 6 đến 8 người. Thế mà danh sách của mình nộp hồ sơ hồi đó là đã thứ 402. Mình bảo thôi, chắc cho cháu xin rút rồi, cháu chả thể đỗ được đâu. Thế nhưng mà do là các cô như là chú Châu ở phòng đào tạo với lại cô Tuyên với cô Châu nữa, thì là mình cũng thôi mạnh dạn nộp. Nộp thì vòng thi thứ nhất thì qua, đến vòng thi thứ hai, rồi vòng thi thứ ba. Hồi đó là vòng tuyển 3 vòng. Thực ra cái thời đầu tiên vào ấy thì cũng không phải có một cái trường lớp nào để mà dạy bọn mình một cách chính thống lắm. Nhưng mà qua cái truyền lại của các anh chị như là chị Kim Tiến, anh Minh Trí, rồi anh Thanh Hùng, anh Mạnh Tường, thế thì cũng dạy cho các đài địa phương khi mà thi tuyển vào nữa, thì bọn mình cũng học một cái lớp như thế. Ra thì hồi đầu tiên ý, là được dẫn bông hoa nhỏ thôi. Mới đầu vào chỉ có buổi chiều đến chỉ có dẫn bông hoa nhỏ thôi, thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, vui lắm rồi. Là vì ở đài thì vào thì được các cô chú giúp đỡ này, động viên, khuyến khích. Còn ra ngoài thì được mọi người nhận ra, xong rồi cũng rất là yêu quý. Thế thì rất là mừng, rất là vui. Vào năm 1990, biên tập viên Nhật Lệ bắt đầu được giao nhiệm vụ phát thanh viên của bản tin thời sự. Công việc nhiều áp lực nhưng cũng giúp chị phát huy hết mọi tố chất của mình để ghi điểm trong lòng khán giả. Bản tin thời sự thì luôn luôn là cái nhạc hiệu bắt đầu nổi lên, cái là mình đã rất là hồi hộp rồi, vì dù sao chăng nữa cũng là bản tin thời sự trực tiếp. Đâm ra là nó cũng có một cái gì đấy rất là hồi hộp. Thế nhưng mà ngày xưa ấy, nó có một cái áp lực nữa, tức là ngày xưa chưa có autocue. Chưa có nhắc bản tin. Đọc bằng cái bản đánh máy. Nhiều khi là đánh tắt là một này, đánh dấu nhầm hoặc là không dấu thì nó cũng vẫn còn. Thế và ngẩng lên cúi xuống như này đọc. Có những cái văn kiện, có những thì chị Tiến đọc khoảng 30 trang hoặc 50 trang. Nói chung là khủng khiếp lắm. Hồi đấy mới về thì chưa hề có đồ họa gì gọi là cao siêu đâu. Thì cứ đánh dấu, tức là lấy cái ấy xanh đánh dấu lên cái phông, và bọn mình áng đây là Hà Nội, đây là Đà Nẵng, đây là Huế gì đấy, thì bắt đầu là cứ khua tay múa chân nói thôi. Mà hồi đó thì chưa có, tức là cái dự báo thời tiết nó cũng còn ấy lắm, nó cũng còn chưa chuẩn như bây giờ. Thì vừa mới nói xong cũng lời hay ý đẹp là thời tiết rất là thuận lợi, mưa không mưa rồi thế này kia, nắng ấm mai rất là phù hợp cho ngày bầu cử quốc hội cái thứ. Vừa về xong một cái để phát. Thì ngày xưa cũng có những lúc là làm bản tin thời tiết là làm xong với phát, nhưng mà cứ nhanh xong một cái thì là đưa sang phát trực tiếp luôn. Phát xong một cái thì trời đổ mưa bão ầm ầm xuống, nhưng không biết chữa thế nào cả. Sau hơn 10 năm gắn bó với công việc phát thanh viên, Nhật Lệ chuyển sang công việc của một phóng viên, biên tập viên tại Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam cho đến hôm nay. Công việc mới với nhiều thử thách nhưng đem lại cho chị nhiều trải nghiệm và thêm gắn bó với truyền hình. Và đó cũng là cách chị tiếp tục cống hiến cho các thế hệ khán giả thân yêu.